Xin chào tất cả mọi người. Hiện tại là còn khoảng 3 tháng nữa là đến Tết. Hiện nay thì đáp ứng cái nhu cầu của mọi người thì ngoài cái thú vui chơi lan thì có một số không nhỏ các anh chị cô chú là có nhu cầu cái đồ ngâm rượu. Tức là thời điểm này cách Tết 3 tháng thì chúng ta ngâm những cái đồ để Tết dùng. Thì một trong những cái đặc sản ở Tây Nguyên chỗ mình thì có cái loài sâm câu. Cái loài sâm câu đây, sâm câu rừng. Nay bà con đi đào hôm qua về và mình mới vừa mang ra ngoài chậu mình rửa, tức là rửa xịt qua sơ qua cái đất thôi, đất bùn thôi. Đó, nói chung là sạch rồi. Về chúng ta chỉ còn chà rửa cái lớp một cái lớp màng bùn nó bám bên ngoài nữa là nó sẽ ra cái màu sâm câu đỏ tươi như thế này. Đó. Cái thằng sâm câu này thì rất là tốt cho sức khỏe. Chúng ta ngâm một thẩu khoảng vài ký thì rất là đẹp, vào trong cái bình nó rất là đẹp và nó ra cái nước rượu rất là thơm. Cái mùi thơm mùi sâm rất là dễ uống nữa và đặc biệt là rất tốt cho sức khỏe. Đàn ông, nhất là đàn ông, nó nếu mọi người có thể tìm hiểu cụ thể hơn trên mạng rất là nhiều cái báo cáo người ta đã báo về cái tác dụng của cái sâm câu, ví dụ như tăng cường sinh lực, bồi bổ sức khỏe, ăn ngon, giúp ăn ngon miệng, rồi ngoài ra trị các cái chứng xương khớp, mà giá của nó rất là phải chăng. Hiện tại sâm câu này mình bán 1 ký là 150. À, một ký sâm câu tươi à, thì mọi người về chúng ta chỉ cần một vài ký thì chúng ta ngâm vào một cái thẩu là Tết là tha hồ mà đãi bạn bè rồi. À, sâm câu thì hoàn toàn khai thác từ rừng tự nhiên ở Kon Tum nha mọi người. Đó. Đó. Màu của nó đỏ đặc trưng và cái mùi nó khi chúng ta bẻ ra bên trong thì rất là thơm. Mọi người thấy em vừa bẻ một cái củ tươi rồi đấy, mùi nó rất là thơm. Mọi người có nhu cầu thì báo với em nha. Thì hiện tại em đang vừa mới rửa xong để cho nó ráo một tí. Anh em nào mua thì sẽ ship. Và mọi người đặt hàng thì nhắn tin qua tin nhắn số điện thoại của mình để trên tiêu đề nha. Nhắn tin họ tên, địa chỉ, số điện thoại và số ký cần mua. Thì cái hàng này em sẽ nhận ship code, thanh toán tại nhà. Cái số tiền này không đáng bao nhiêu cho nên mọi người đã xác định mua thì đừng có bỏ bom giúp em nha. Nói chung bỏ bom thì nó lời lỗ chả bao nhiêu, mà cái tiền ship đi rồi ship về là bên gửi chịu hết. Thành ra là bán được vài ký thì lời được bao nhiêu, anh em một vài người bỏ bom nó cũng lại hồi vốn, mất cái công. Rồi, chào tất cả mọi người nha. Giờ chúc anh em cuối tuần vui vẻ.